ta janit soka on tu sắp bê bi ba ni no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ. Xin quý vị trong đạo tràng cùng với Metta đọc tắt bạch để xin thọ trì tâm quy và ngũ giới. U ca sa ma yang phan tê quý sung rắc khá nát ta gia ti sa ra nê na sa ha ban cha si ta ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti dầm bi ma dằn phàn tê quý sung rắc khá nát thà giá ti sa ra nê na sa bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta ti dầm bi ma dằn phàn tê quý sung rắc khá nát thà giá ti sa ra nê na sa bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức và dạ, con kính nhân bích đến ngài, xin ngài truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con ạ. Dạ con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Kính lễ chư tôn thiền đức tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào Sích Mitta, Sích Thí An Lạc, đạo hữu làm gì đây, đạo hữu sang năm hai, Sích Hồng Mai, Sích Như Quang, Sích Kim Nhung, Sích Hồng Nhật, Sích Tâm Hạnh và Sích Hoa Vô Thường. Không biết Hoa Vô Thường này có phải là một cái nickname thời gian trước forum rất là thường, nhưng mà tại vô thường cho nên ít đến với đạo tràng. Rồi xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa đăng gạch cha ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đầm măng sa đăng gạch cha ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sằng căng sa đăng gạch cha ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đu ti dâm bi bụt đăng sa đăng gạch cha ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, Đu ti dâm bi đấm măng sa đăng gạch cha ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì, Đu ti dâm bi sằng căng sa đăng gạch cha ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì, ta ti dâm bi bụt đăng sa đăng gạch cha ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, ta ti âm bị đấm măng sa nâng ca cha mi, con em hãy lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, ta ti âm bị sân căng sa nâng ca cha mi, con em hãy lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba, Bụt thang sa ra nâng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Tham mang sa ra nang gạch cha mi,
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang khang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu ti dâm bi Bụt thang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu ti dâm bi Thâm mang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu ti dâm bi Sang khang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Ta ti dâm bi Bụt thang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti dâm bi Thâm mang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Ta ti dâm bi Sang khang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Ti Saranang Nithi Tăng. Pháp quy tâm bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu. À ma phàn thê, và chúng con xin vâng. Bà na tí ba ta, về là mạnh ni sức khá bất năng sức mạnh giao mi. Còn xin vâng về điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na đa na về ra mặt đi khó bất năng sa ma đi giao mi. Còn xin văn những điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Ta mê su mi cha cha ra về ra mặt đi khó bất năng sa ma đi giao mi. Còn xin văn những điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da về là mình đi sức cao với thân sa ma di da mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối. Su ra me ra ya ma cha pa ma da tha na về là mình đi sức cao với thân sa ma di da mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự về uống rượu và các chất say. Bà na ti bà ta về ra ma ni sức kha ba đăng sa ha di ya mi. Con xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đình a đa na quê ra ma ni sít kha ba đăng sa ma ha di ya mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mít cha cha ra quê ra ma ni sít kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa đa Quê Ramani Sích Kha Ba Đăng Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra mê ra ya ma cha pa ma da ta na. Quê Ramani Sích Kha Ba Đăng Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Ê ma ni ban ya chi kha ba da ni sa tu kang ka to ang ba ma de na ni cha ka lang sa ma ra khi ta bang chư phật tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tâm bảo rồi phải ra muốn giữ hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. Ma phàn tê, và chúng con xin vâng. Si lê na su ca tinh doan tị si lê na phô ca sam bát đa si lê na ni phô tinh doan tị ta sa ma si lăng quỷ số tha dê cho chúng sanh sanh về qua trời cũng nhờ dự dụng.
giới được giàu sang cũng nhờ dự giới, được giải thoát nhâm niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thu sa thu lành thai. Uttamam ghe na hoành đề hằng bà đa bằng sung quá la mang. Bút thệ vô khá li tô đô sô bút thô khắp á tu tăng ma măng. Con đem hết đồng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo. Cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamam ghe na hoành đề hằng thăm mạnh cha đu quy thằng quá răng thăm mê vô khá li tô đô sô thăm mô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamam ghe na hoành đề hằng sanh khanh cha đu quy thốt ta măng sanh khề vô khá li tô đô sô sanh khô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thành tăng. Tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ. Con kính dâng mít đến ngài Tỳ Đức để ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tròn phước báo ạ. Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Sê rát miên mê bút tha sê thô sà rê bồ tô chê đạc kí nê hoa mạng sê mọc gà la nô phù rà tô vi đạc kà tá dân bạch kí mê ma ma a năn đô kỳ nà sá hoa chá tôn đi sà am. Samanta lokapala chinda deva sapramakaya te sang anupave na sabbe phaya upadava neka antaraya pivinasantu ase. Sa tô Đức Phật ngự trên đầu với mặt Xá Lợi Phất với trái kiền Liên Hầu. Trước mặt là Tam Tạng, sau lưng A Nan chầu bốn phương A La Hán, Đế Thích Lẫn Phạm Thiên vô oai lực pháp màu hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Suatthalatho sukhitobiruno bhutthasasane arogo sukhito hoi sa sabbe nyatipi sa atthalatha. Sukhita Varunaha Bodhasa Chane Aroga Sukhita Hohi Saha Sabbe Nyati Vite Atthalatha. Sukhita Varunaha Bodhasa Chane Aroga Sukhita Hohi Saha Sabbe Hi Nyati. Khuyên cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thủ lành thai. Akasattha chaphum mattha deva naga mattika unyang no anumodan tu chi rang rakkhanh tu sa sa nang. Akasattha chaphum mattha Deva Naga Mathika Bunyan No Anomo Dantu Chirang Rakhan Tu No Garu Akasattha Chaphum Mattha Deva Naga Mathika Bunyan No Anomo Dantu Chirang Rakhan Tu Nha Tayo Akasattha Chaphum Mattha Deva Naga Mathika Bunyan No Anomo Dantu Chirang Rakhan Khanh tu bà ni nô a ca sát tha cha phum mát tha đê hoa na ga mát thi ca bồn nhân nô a nô mô đành tu chi rằng rạch khanh tu mô sa đà.
chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều, lãnh vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều, chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyện thuộc cánh cõi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thụ đạo màu, tu hành tinh tận ngọ hầu vô sanh. Dặn kinh chí cú sa la căm măng cách tắp băng kỳ rí dặn ma ma ca dê á hoa cha ma na sa tí đa sê su gá tăng ca tăng dê sát ta sanh nhí nô a thi dê cha sát ta a sanh nhí nô ca tăng bu nhá pha lăng mây hăng sắp bê pha ghi pha quan tu tê về tăng ca tăng suy đi tăng đinh năng buồn nhà phá lặng ma già về chấp tát ta na cha nan ti đề qua gần tòa ni quê đã dùm sắp bề lô cầm hi về sắp ta chỉ quan ta ra hệ tu ca ma nun nhân phụ cha năng sắp bề là phàm tu ma ma về ta xa thì phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng lên thiên đàng. Cung trời đáo lợi thọ nhàn chúng sanh hậu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biệt hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chủng đền hầu mạch ngay. Có người làm phước được rải lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh quan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý. Ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng. Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cũng dường qua thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Ý đăng vô nhà tì năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô. Nguyện thân nhân quá vạn thượng hưởng công đức này được thọ sanh nơi lạc cảnh. Ý đăng quá ta mê buôn nhân a sa quát ca gia quá hằng hồ tu xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Và con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tăng quy ngũ giới cho đạo tràng chúng con, đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Và con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng với con lễ bài tam bảo và thọ trì quy giới. Sau đây tất cả phước báo trong sạch nào mà chúng con đã tạo được ra trong ngày hôm nay thì con cũng hướng dẫn đến Ngài Hòa Thượng Tịnh Đức ở chùa Đạo Quang, tiểu bang Texas ở Hoa Kỳ. Con kính mong cho Ngài sớm được tai qua nạn khỏi. Dạ. Thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mình cho Ngài Trí Đức để Ngài dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mai, Nam mô Sang Khai. Trước tiên kính lễ chư tôn Thiền Đức Tăng, kính chào quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 92. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Bụt thô ma hê si a ra hằng ta ta ga tô lô pu ta mô sa pa ga ru vi che ta cô lô ca sa sa thai che na đầm mô cô quý đô quan đà ma hành tăng na ra cô cha này giác cần như lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não trói trăng tôi thường giáo chủ trí năng vô lượng
Từ đệ ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dâng lương thoát trần. Con xin đại lễ Phật ân, đáng cho thiền chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ vi ta sa sa thu nô lô na nam mình tha sa quy na ca rô cô sa pa nhu bu thấp bất ti phù ti sân nha tu hoàng đà ma hành tầng na ra phù. Cha này giả cần pháp bảo với như ánh vàng, như lai soi sáng vạt màng vô minh phá tan lầm lạc chúng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đại lễ Pháp Quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dược. Sân khu quý số thù số gái tá xa xà quá cổ xích thà số cà mù quá rá thầm mất xích thá cổ nền đà bất sân xà đi á nà đá rù quá rù hoàng đà mất hành tầng ná ra phù. Cha này giá cần tăng bảo thinh văn Phật Đà, tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh lý trần, xa lìa thể pháp, phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cũng được. Ra tình ác tới giá tệ chê, nó sẽ khà mê ê tu á, thanh nặng ta xa vi à nú phà quê, nó sẽ hát xa dê. Nó sẽ trả tu, cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Giá Phần Tạng Dương ân Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Ye sang san ni chắc vô nát thi Ye sang san ni chắc vô nát thi Ye sang san ni chắc vô nát thi Bây giờ qua câu số 2. Ye parinya tapho chắc na Ye parinya tapho chắc na Ye parinya tapho chắc na Rồi, bây giờ chúng ta ôn hai câu này. Ye sang san ni cha yo na thi ye parinya tapho cha na. Ye sang san cái gì vậy? Wow, Huy Huy chờ chút coi. Có vấn đề, có vấn đề. Làm cái ao em biết ra đây. Quý vị còn nghe không? À, không vô điện. À, rồi, điện không vô. Rồi, bây giờ quý vị nghe rõ ha. Rồi, xa tu. À, bây giờ con đại câu 1, câu 2. Ye sang san ni cha yo na thi ye parinya tapho cha na Ye sang san ni cha yo na thi ye parinya tapho cha na Rồi, câu 1, câu 2 vậy là ổn ha. Bây giờ qua câu 3, câu 4 sa thủ xích nhiều quá. Sun nhã tô ani mít tô cha. Sun nhã tô ani mít tô cha. Sun nhã tô ani mít tô cha. Và câu số 4. Quy mô cô về sang vô cha rồ. Quy mô Khô dê sang gô chát rô Quy mô khô dê sang gô chát rô Rồi ôn lại câu 3, câu 4 Xuân nhá tô anh ý mít tô chá quy mô khô dê sang gô chát rô Xuân nhá
tô a ni mi tô cha vi mô cô ye sang go cha ro sun nha tô a ni mi tô cha vi mô cô ye sang go cha ro. Rồi bây giờ câu năm câu sáu. A ca se wa sắc cun ta năng a ca se wa sắc cun ta năng a ca se wa sắc cun ta năng. Và câu số sáu. Ga ti te sang du ran na ya ti gat te sang du ran na ya ti gat te sang du ran na ya ti. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu năm câu sáu. A ca se wa sắc cun ta năng gat te sang du ran na ya ti a ca se wa sắc cun ta năng gat ti te sang du ran na ya ti a ca se wa sắc cun ta năng gat ti te sang du ran na ya ti. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới nha. Sáu câu thì chúng ta hãy chia ra đọc ba lần ha, tức là cái cuối câu hai nó là một trường âm, cuối câu bốn nó cũng là trường âm, à như vậy thì chúng ta đọc ba hơi ha. Ye sang san ni cha yo na thi ye pa rin nha ta phu cha na sun nha to animit to cha vi mô khô ye sang go cha ro a ka se wa sa kun ta nang ka ti te sang du ran na ya ti ye sang san ni cha yo na thi ye pa rin nha ta phu cha na sun nha to animit to cha vi mô khô ye sang go cha ro a ca se wa sắc cun ta năng sắc ti te sang ru ran na ya ti. À như vậy thì cái bài này chúng ta thấy nó dài nhưng mà đọc tương đối dễ, à tức là chia một lần đọc hai câu ha, trường âm đoạn âm quý vị đã nắm vững rồi, bây giờ ôn lại ha. Ye sang san ni cha yo na ti ye pa ri nha ta phu cha na sun nha to animit to cha vi mô khô ye sang go cha ro a ca se wa sắc cun ta năng ca ti te sang du ran na ya ti. À như vậy là bài này dễ đọc. Bây giờ qua giọng kệ thì chúng ta cũng cố gắng đọc một lần hai câu ha, bởi vì một câu tám từ thì chúng ta chia làm hai và đọc một lần hai câu để bổ sung ý nghĩa với nhau, tức là cái âm giọng nó lên xuống à, cho nó hòa quyện với nhau. Ye sang san ni cha yo nan thi ye pa rin nha ta ye pa rin nha ye pa rin nha ta phô cha na. À, tức là quý vị đọc một lần bốn á, nhưng mà đọc lố một cái là thấy nó hụt hẳn. À, đọc lại dễ sanh sanh cha à, dễ sanh sanh ni cha vô nan thi về ba ri nha ta phu cha na sun nha tô a ni mi tô cha
vi mô phô dê sân vô cha rô hồn a ca sê hoa sa côn ta năng gà ti tê sân đu răn na gia ti dễ sân sân ni cha vô năng ti dê ba ri nha ta phu cha na xuân nha tô á ni mi tô cha vi mô phô dê sân vô rô a ca sê hoa sa côn ta năng gà ti tê sân đu răn na gia ti. Rồi một lần nữa. Dễ sanh sanh ni cha vô nan ti về pa ri nha ta phu cha na xuân nha tô á ni mi tô cha quy mô khô dê sanh vô cha rô a ca sê hoa sa côn ta năng gà ti tê sanh đu răn na gia ti. Tài sản không chấp chứa ăn uống liễu tri tự tại trong hành xử không vô tướng giải thoát như chim giữa hư không hướng chúng đi khó tìm. Rồi sa tu thích mê ta chi kim nhung. Rồi, mời sĩ Mê Ta trước ha. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Săn Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức cùng quý sư, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu Pháp Cú 92. Dê sang san ni cha yô nát thi dê ba rình nhà ta phô cha na xuân nhà tô an ni mít tô cha quý mốc khô dê sang gô cha rô a ca sê quá sa cun ta năng gá ti tê sang đu rành na ya ti. Dạ, con xin phân tích. Dê trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sân trường âm nhấn, ní chá hai đoạn âm, vô trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, thí đoạn âm, dê trường âm thông thường, bá đoạn âm, rinh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, tá đoạn âm, phô trường âm thông thường, chá đoạn âm, na trường âm thông thường. Dê sang san ni cha vô nạc thi dê cha ba rinh nhà ta phô cha na xuân trường âm nhấn, nhá đoạn âm, tô trường âm thông thường, á ní hai đoạn âm, mít trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, chá đoạn âm, quý đoạn âm, móc trường âm nhấn, khô trường âm thông thường, dê trường âm thông thường, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gô trường âm thông thường, chá đoạn âm, rô trường âm thông thường, xuân nha tô ani mít tô cháu quý mốc khô dê sang cô cha rô a ca c là ba trường âm thông thường, quá xá là hai đoạn âm, cun trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá tí hai đoạn âm, tê trường âm thông thường, xăng
trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đú, đoạn âm, ranh, trường âm nhấn, ná, đoạn âm, gia, trường âm thông thường, tí, đoạn âm. A ca se wa sa kun ta năng ga ti te sang du ran na ya ti. Dạ, con xin đọc lại hết bài. Ye sang san ni cha yo na ti ye ba rin nya pho cha na sun nya to ani mit to cha vi mok ko ye sang Bồ Chá Rô A Ca Sê Quá Sá Cun Ta Năng Gá Tí Tê Săng Đu Rành Na Dạ Tí Dê Săng Săng Ní Chá Dô Ná Thí Dê Bá Rình Nha Ta Phô Chá Na Xuân Nha Tô A Ní Mít Tô Cháu Quý Mốc Khô Dê Săng Gô Chá Rô A ca se qua sa kun ta năng ga ti te sang đô ran na ya ti. Tài sản không chất chứa, ăn uống biết liệu tri, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm. Đó là quả, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Về sang sanh ni cha vô nát thi về ba rinh nha ta phô cha na xuân nhà tô a ni mít tô cha quý mộc cô dê sang gô cha rô A ca se wa sa kun ta năng ga ti te sang đồ rắn nha ya ti. Dạ, con đã đọc xong, kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Tỷ Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ, con kính mời vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tiếng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tha Giá. Dạ, con kính lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn đã cho con hiểu nghe rõ. Dạ, con xin đọc câu kệ ngôn số 92 ạ. Ye sang san ni cha yo na thi ye pa rin nya ta pho cha na sun nya to animito cha vi mok kho ye sang go cha ro a ka se wa sa kun ta nang ga ti te sang du ran na ya ti ye sang san ni cha cha yo na te pa rin nya ta pho cha na sun nya to animito cha vi mok kho ye sang go cha ro a ka se wa sa kun ta nang ga ti te sang du ran na ya ti. Tài sản không chất chứa, ăn uống biết liễu tri, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích ạ. Câu 1 và câu 2. Ye là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, ní, chá là hai đoạn âm, yo là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, ye là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, rin, rin là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, phô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Ye sang san ni cha yo na ye pa rin nha ta phô cha na. Sun là trường âm nhấn,
Nhá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, á, ní là hai đoạn âm, mít là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, quý là đoạn âm, móc là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường, dê là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, gô, rô là trường âm thông thường. Sun nha tô a ni mi tô cha quy mốc khô dê xăng gô cha rô. A ca xê là âm thông, quá xá là hai đoạn âm, cun là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gá tí là hai đoạn âm, tê là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đú là đoạn âm, ran là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, gia là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Dê sang san ni cha yo na thi dê ba rin mô cha na son nha tô ani mô quy mốc khô dê sang go cha rô a ca se wa sa kun ta nang ga ti tê sang du ra na ti. Dạ con xin kể ạ. Ye sang san ni cha yo na thi ye ba rin nya ta pho cha na sun nya to a ni min to cha quy mok ho ye sang go cha ro a ka se wa sa kun ta nang ga ti te sang du ran na ya ti. Ye sang san ni cha yo na thi ye pa ri nya ta pho cha na sun nya to a ni mit to cha vi mok ho ye sang go cha ro a ka se wa sa kun ta nang ga ti te sang ran nya ja ti. Bài chất chứa, ăn uống biết liễu tri, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong rồi ạ. Dạ, con kính tri ân sư, con có sai, con kính thỉnh sư chỉnh sửa giúp. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Thân mời Hồng Mai. Thân mời Hồng Mai ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng và cảm ơn các bạn đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 92. Ye sang san ni cha yo na thi ye pa rin nya ta pho cha na sun nya to a ni mi to cha vi mok kho ye sang go cha ro Akase wasakunta nangati te sang duran na yati. Dạ, xin phân tích câu 1 và câu 2. Ye sang, ye là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, ní chá đoạn âm, yo là trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, thí đoạn âm, dê trường âm thông thường, tá đoạn âm, rinh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, tá đoạn âm, phô trường âm thông thường, chá đoạn âm, na trường âm thông thường. Dê sang san ni cha yo na thi dê ta rinh nha ta phô cha na. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Xuân trường âm nhấn, nhá đoạn âm, tô trường âm thông thường, á, ní hai đoạn âm, nít trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, chá đoạn âm, quý đoạn âm, móc trường âm nhấn, khô, dê hai trường âm thông thường, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
rô trường âm thông thường, chá đoạn âm, rô trường âm thông thường. Sunyato aminito chawimok ho ye sang go charo. Con xin phân tích câu 5 và câu 6. A, K, C là ba trường âm thông thường. Quá, xá hai đoạn âm. Kun trường âm nhấn. Ta trường âm thông thường. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gá, tí hai đoạn âm. T trường âm thông thường. Săng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đú đoạn âm. Ram trường âm nhấn. Ná đoạn âm. Gia trường âm thông thường. Tí đoạn âm. A ca se wa sa kun ta nang ga ti te sang du ram na ya ti. Để con xin đọc lại câu pháp cú số 92. Ye sang san ni cha yo nap thi ye pa rin nya ta pho cha na sun nya to aminit to cha vi mok khô dê sang ngô cha rô a ca sê quá sát cun ta năng ngát tí tê sang đu rành na gia tí. Tại sao không chất chứa ăn uống biết liễu tri từ tại trong hành xử không vô tưởng giải thoát như chìm giữa hư không hướng chúng đi khó tìm. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu và con xin đọc kệ. Ye sang san ni cha yo na thi ye pa ri nya pa pho cha na sun nya to a ni ni to cha vi mok ho ye sang go cha ro a ka se wa sa kun ta nang ya ti te sang du ran na ya ti. Ye sang san ni cha yo na thi ye pa rin nya ta pho cha na sun nya to a ni mi to cha vi mok ho ye sang wo cha ro a ka se wa sa kun ta nang ga ti te sang du ran na ya ti. Dạ con đã đọc phân tích và kệ xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ cảm ơn đạo tràng, cảm ơn chị Như Quang đã post bài. Dạ xin mời việc kế tiếp ạ. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức, con xin đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ trong đạo tràng. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc và phân tích câu kinh pháp cú số 92. Ye sang san ni cha yo nát thi ye pa rin nya ta pho cha na san nya to animitto cha vit mok khô dê sang gô chá rô a ca sê quá xá cung tà năng dê sang sanh ni chá dô nát thi dê ba rình nhà tá phù chá nà. Dê là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sanh là trường âm nhấn, ní chá là hai đoạn âm, vô là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, bá đoạn âm, rinh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, tá đoạn âm, phô trường âm thông thường, chá đoạn âm, na trường âm thông thường. Dê sang san ni chá vô nát thi dê ba rinh nhà ta phô chánh nà san nhát tô a ni mít tô chá quý mốc khô dê sang gô chá rô. Sành là trường âm nhấn, nhá đoạn âm, tô trường âm thông thường, á ní là hai đoạn âm, mít trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, chá đoạn âm, quý đoạn âm, móc
trường âm nhấn, khô trường âm thông thường, dê trường âm thông thường, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, go trường âm thông thường, chá đoạn âm, rô trường âm thông thường, xanh nhắc tô, ani mít tô, chá quý móc, khô dê xăng go chá rô, a ca xê quá sắc quân tà năng, gác tí tê xăng đú rành ná già tí. A, K, C là ba trường âm thông thường, quá, xá, hai đoạn âm, quân trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá, tí, hai đoạn âm, tê trường âm thông thường, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, trú đoạn âm, ranh, trường âm nhấn, ná đoạn âm, gia trường âm thông thường, tí là đoạn âm. A ca se quá sát quân ta năng gác tí tê sang đu rành ná già tí. Con xin đọc lại. Dê sang. Dê sang san ní cha dù nát thi dê bá rình nạc. Dê sang san ní cha dù nát thi dê bá rình nạc. Bá rình nhà ta phô cha nà. Xung nhà tô. Ani mít tô chá quý móc khô dê sang gô chá rô a ca xê quá sát cùn ta năng gá tí tê sang đu rành nhá già tí. Dê sang san ní chá vô nát thi dê ba rình nhà tá phô chá na sung nhà sung nhá tô ani mít tô cha quý móc khô dê sang đô cha rô a ca xê quá sa cùn ta năng gác tí tê sang đu rành na già tí dê sang san ní cha vô nát dê sang san ní cha vô nát thi dê ba rình nhà ta phô cha nà sung nhá tô ani mít tô cha quý móc khô dê sang gô chá rô á ca xê quá sát cung ta năng gá tí tê sang đu rành ná già tí. Tự tài sản không chất chứa, ăn uống biết liễu trì, tự tại trong hành xứ không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không hướng chúng đi khó tìm, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con mời người kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Chí Đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú số 92. Dê sang sanh ni cha yo na thi dê pa rinh nha ta phô chát na. Sun nha tô animit tô cha quy mốc khô dê sang go chát rô. A ca se quá sắc cun ta năng gát tí tê sang đu rành na già tí. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Dê trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sang trường âm nhấn, ní, chá, hai đoạn âm, vô trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, thí, đoạn âm, dê trường âm thông thường, phá, đoạn âm, ring, trường âm nhấn, nha, trường âm thông thường, tá, đoạn âm, phô, trường âm thông thường, trá, đoạn âm, na, trường âm thông thường, dê sang xanh, ni chát vô, nát thí, dê phá rinh, nha, tá, phô, chát na. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Sun trường âm nhấn, nhá đoạn âm, tô trường âm thông thường, á ní hai đoạn âm, mít trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, chá quý hai đoạn âm, mốc trường âm nhấn, khô dê hai trường âm thông thường, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gô trường âm thông thường, chá, đoạn âm, rô, trường âm thông thường, sun, nhát, tô, anim, mít,
tô cha quý mốc cô dê sang gô cha rô. Con xin phân tích câu 5, câu 6. A, K, C, ba trường âm thông thường. Quá, xá, hai đoạn âm. Cun, trường âm nhấn. Ta, trường âm thông thường. Năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gá, tí, hai đoạn âm. Tê, trường âm thông thường. Xăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đú, đoạn âm. Răn, trường âm nhấn. Ná, đoạn âm. Gia, trường âm thông thường. Tí, đoạn âm. A, ca, xê, quá sát, cun, ta, năng, gá, tí, tê, sang, đu, ren, ná, gia, tí. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 92. Dê, sang, xanh, ni, cha, dô, ná, tí, dê, phá, rinh, nha, ta, phô, cha, na. Sun nha tô animit tô cha quy mốc khô dê sang gô cha rô. A ca xê quá sát cun ta năng gá tí tê sang bú rành na gia tí. Dê sang xanh ni cha yô na thi dê pha rinh nha ha ta phô cha na. Sunya to ahani mito cha wi moho ye sago cha ru. Akase wa sa unta nang gati te sang buran na yati. Tài sản không chất chứa, ăn uống biết liễu tri, tự tại trong hành xứ. Không vô tướng, giải thoát, như chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ nhà trí thức, quý bà, quý cô tư nữ, con kính anh chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 92. Ye san san ni cha yu nan thi ye pa rin nya ta phu cha na sun nya to amito cha wi mok ko ye san go cha ro a ka se wa sa kun ta nang ga tí tê sang du du ran na ya tí ye sang san ni cha yo nan thi ye pa rin nya ta phu cha na sun nya to amin animit to cha wi mok ko ye sang go cha ro a ka se wa sa kun ta nang ka tí tê sang du du ran na ya tí. Con xin tích câu 1 và 2. Ye sang san ni cha yo na thi ye pa rin nya ta phu cha na. Ye trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. San trường âm nhấn, ni cha hai đoạn âm. Yo trường âm thông thường, na trường âm nhấn, thi đoạn âm. Ye trường âm thông thường, pa đoạn âm. Rin trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, tá đoạn âm. Phô trường âm thông thường, trá đoạn âm, na trường âm thông thường. Ye sang san ni cha yu nan thi ye pa rin nya ta phu cha na. Câu 3 và 4. Sun nya to animit to cha vip mok kho ye sang go cha ro. Sun trường âm nhấn, nhá đoạn âm, to trường âm thông thường, á đoạn âm, ni đoạn âm, trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, trá đoạn âm, quý đoạn âm, mốc trường âm nhấn, khô trường âm thông thường, dê trường âm thông thường, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rô trường âm thông thường, trá đoạn âm, rô trường âm thông thường. Sun nha tô an ni min tô cha quý mốc khô dê xăng khô cha rô. Câu 5 và 6. A ca se wa sa kun ta nang ga ti te sang du du ran na ya ti. A ca se ba trường âm thông thường,
quá đoạn âm, xá đoạn âm, khun trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá tí hai đoạn âm, tê trường âm thông thường, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, trú đoạn âm, ran trường âm nhấn, ná đoạn âm, gia trường âm thông thường, tí đoạn âm. Ye sang san ni cha yu nan thi ye parin ya ta phu cha na sunya to animit to cha vim mo ko ye sang go cha ro akase wasa kun ta nang katite sang duran nat ya ti. Tài sản không chất chứa, ăn uống biết liễu tri, ăn uống biết liễu trì, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ye ye sang san đi cha yo nan thi ye parin ya ta vô cha na sun nhãn tu a ni mít tu cha vim mong khô ye sang khô cha ru a ca si hoa su kun ta nắng ca ti tê sang du ran na ya ti. Ye sang san ni cha yu nan thi ye pa rin ya ta vô cha na sun ya to a ni min tu cha vi mong khu ye sang khu cha ru a ka se wa sa kun ta nang ka ti te sang du ran na ya ti. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Kính kính mời vị kế tiếp. Hello hello, con xin kính chào sư Chí Đức, sư Tệ, sư Pháp Trang, sư Tệ Đức và các sư Bích Lùm, các cô tu nữ và quý Phật tử. Bữa nay vô trễ nghe mấy vị đọc đã luôn, vị nào đọc cũng hay hết. Con xin trả bài kinh pháp cú năm 90, kinh pháp cú cầu 92 với năm 92 nữa, đó bụng có khùng lên rồi. Dạ con xin trả bài kinh pháp cú số 92. Ye sang san ni cha yo nat ti ye pa rin nya ta bo cha na sun nya to ani mit to cha vi mo kho ye sang go cha ro a ca se wa sa khung ta nang ga ti te sang du ran na ya ti. Ye sang san ni cha yo na ti ye pa rin nya ta po cha na sung nya to ani mit to cha wi mo kho ye sang go cha ro a ca se wa sa khung ta nang ga ti te sang du ran na ya ti. Con sẽ phân tích bài này chia làm hai phần thôi. Câu 1, con sẽ phân tích câu 1, câu 2, câu 3, rồi câu 4, câu 5, câu 6 cho nó ngắn gọn. Con sẽ phân tích câu 1, câu 2, câu 3. Ye trường âm thông thường, san trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san trường âm nhấn, ní chá hai đoạn âm, vô trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, thí đoạn âm. Câu số 2, ye trường âm thông thường, bá đoạn âm, rinh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, tá đoạn âm, phô trường âm thông thường, chá đoạn âm, na trường âm thông thường. Câu số 3, sung trường âm nhắn, nhá đoạn âm, tô trường âm thông thường, á ní hai đoạn âm, mít trường âm nhắn, tô trường âm thông thường, chá đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, câu 3, rồi đọc câu 4, câu 5, câu 6 và phân tích câu 4, câu 5, câu 6. Ye sang san ni cha yo nat ti ye ba rin nya ta bo cha na sung nya to ani mit to cha wit mo kho ye sang go cha ro a kha se wa sa khung ta nang ga pi te sang du ran na ya ti. Tích câu số 4, quý đoạn âm, mốt trường âm nhắn, khô dê hai trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, go trường âm thông thường,
chá đoạn âm rô trường âm thông thường câu số 5. A kha xê ba trường âm thông thường quá xá hai đoạn âm cùng trường âm nhắn ta trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu cúng cụi hai câu cuối cùng gá tí hai đoạn âm tê trường âm thông thường xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đúng răn trường âm nhắn ná đoạn âm gia trường âm thông thường tí đoạn âm. Đọc lại câu 4, câu 5, câu 6, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ, rồi dịch tiếng Việt Nam. Dịch tiếng Việt Nam của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A kha se wa sa khung ta nang ga ti te san du ra na ya ti. Ye san san ni cha yo na ti ye ba rin nhà ta bồ cha na sung nhá tổ a ni mít tổ cha quyết mốt khổ ye go cha gồ a kha se quá sắc khung ta năng ga ti tề sằng du rành na già ti về về sằng sằng mi cha dồ nát ki về ba rình nhà ta phồ cha nà sùng nhá tổ ani mít tổ cha quýt mốt khổ về sằng gồ cha gồ a kha se quá sắc khung ta năng ga ti tề sằng du rành na già ti về sang tâm ni cha vô nát thì về ba rin na ta po cha na sùng nha tô a ni mít tô cha quỳ mô khô về sang vô cha rô a kha se quá xa cùng ta nặng gác đi tê sang du đan na ya ti về sang tâm ni cha vô nát thì về ba rin nha ta po cha na sùng nhà tô a ni mít tô cha quýt mô khô về sang gô cha gô a kha se quá xa cùng ta nặng ga ti tê sang du ranh na ya ti. Tài sản không chắc chứa ăn uống biết liễu tri tự tại trong hành xứ không vô tướng giải thoát như chim giữa hư không hướng chúng đi khó tìm. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu của Kinh Pháp Cú câu 92. Trời ơi, sư bữa nay dư có đọc kinh sư có khỏe không? Sư núp lùm. Ổng núp lùm đó, một hồi ổng lên, ổng tuyên bố người nào sai cái gì nhai chích chắc hết luôn. Đừng có tưởng bở nha. Rồi, có hai, có một em, ba em. Có một em vỗ tay vỗ chân, vậy cũng được. Sư, con có sai cái gì? Sư cho con biết rồi sư. Cái gì? Tôi có sai cái gì? Quý vị cho tôi biết nha. Thôi, trả máy rồi đi kiếm đồ ăn, nó bụng quá. Và con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ơn đức pháp và ơn đức tăng. Con kính đảnh trí đức, con kính đảnh lễ sư phụ pháp trang, con kính đảnh lễ đại đức tuệ và con kính lễ quý sư trong. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đại tràng, con xin bài câu pháp hộ. Con cảm ơn cô Như Quang đã bắt bài. Ye sang san ni cha ro na thi de ba rình nhà ta phổ cha na cha tổ animit tổ cha quý mốc khổ re thăng go cha ro a ca se wa sa kun anang ka ti te sang duran durna ya ti rê sang san ni cha ro na thi rê ba rình nhà ta phô cha na sun sun nhà tô animit tô cha quy mốc khô rê thăng go cha ro a ca rê qua sa cun ta năng ga ti tê sang du dần na ya ti. À, con xin phân tích cả bài luôn. Rê là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, ní là ní chá là hai đoạn âm, yô là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn, dê là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, rinh nha là hai trường âm thông thường,
tá là đoạn âm, phô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, sun là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, á, ní là ba hai đoạn âm, mít là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, chá đoạn chá, quý là hai đoạn âm, mốc là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường, rê, xăng, ngô, rê là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gô là trường âm thông thường, chá đoạn âm, rô là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a, ta, c là ba trường âm thông thường, quá, xá là hai đoạn âm, cun là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá, tí là hai đoạn âm, tê là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đú là đoạn âm, gan là trường âm, ná là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Đã, con xin đọc lại toàn bài. Rê xăng san ni cha o re ba ring nha o cha na sun nha to animit to cha quy mốc khổ re sang go cha ro a ca se qua sa kun ta năng ca ti te sang lu ran na ya ti. Tài sản không chất chứa, ăn uống biết liễu chi, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm. Đấy của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin tệ. Dề sáng sân ni trà rô nát, dề ba đánh nha ta phô cha na sun nha to a ni mít to cha quy mốc khô re sang go cha ro a ca se wa sa kun ta năng ga ti te sang du ran na ya ti dề sáng san ni cha ro nát thi rê ba đanh nha ta phô cha na sun nha to a ni mít to cha quy mốc khô rê sang go cha ro a ca se wa sa kun ta năng ga ti te sang du ran na ya ti. Dạ, con đã đọc và kệ xong, con có sai mong ngài Trí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 92 ngày hôm nay ạ. Dạ, cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Ye sang san ni cha yo nat thi ye ba rin nya ta po cha na sun nya to animit tô cha quy mốc khô dê sang gô cha rô a ca sê quá sa cun ta năng gá tí tê sang đu ran na gia tí dê sang san ni cha dô nát thi dê ba rin nhà ta phô cha na sun nhá tô a ni mít tô cha quy mốc khô dê sang gô cha rô a ca se wa sa kun ta năng ga ti te sang du ran na ya ti. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ye sang san ni cha yo nat thi de ba rin nya ta pho cha na. Ye là trường âm thông thường,
Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, ní, chá là hai đoạn âm, vô là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, rin là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, pô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Ye sang san ni cha yo nat thi ye pa rin nha ta po cha na. Và câu số 3 và câu số 4. Sun nha to animit to cha vi mok kho ye sang go cha ro. Sun là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, to là trường âm thông thường, á, ní là hai đoạn âm, mít là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, chá, quý là hai đoạn âm, móc là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường, dê là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Sun nha to animit to cha vi mok kho ye sang go cha ro. Và câu số 5 và câu số 6. Akase wasakun ta nang gati te sang duran na yati. Akase là ba trường âm thông thường, quá, xá là hai đoạn âm, kun là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá, tí là hai đoạn âm, tê là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đú là đoạn âm, ranh là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, gia là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Akase wasakun ta nang kati te sang ranh na ya tí. Dạ con xin đọc lại ạ. Ye sang san ni cha yo nat thi ye pa rin nha ta po cha na sun nha to animit to cha vi mok kho ye sang go cha ro a ka se wa sa kun ta nang ka ti te sang du ran na ya ti. Tài sản không chất chứa, ăn uống biết liễu trì, tự tại trong hành xử, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ye sang san ni cha yo na thi ye pa rin nha ta po cha na sun nha to a ni mi to cha vi mok kho ye sang go cha ro. Akase wa sa kun ta nang ga ti te sang du ran na ya ti. Ye sang san ni cha yo na thi ye pa rin nya ta po cha na. Sun nya to a ni mi to cha vi mok kho ye sang go cha ro. Akase wa sa kun ta nang ga ti te sang du ran na ya ti. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Sa thủ Quỳnh Giang Nhật Hà đã đọc sa thủ Sĩ Thiền Vũ đang nghe rõ. Quý vị được vào trường âm đoạn âm rồi kể ha, quý vị đọc rất là hay, nhưng mà trong một phần tiếng Việt á, chữ liễu tri chứ không phải liễu trì ha. Quỳnh Giang Nhật Hà và một số các vị khác đọc là liễu trì. Này là chữ tri chứ không phải trì ha. Parinya nhà ná, parinya ná. Rồi bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa từ vựng của câu Phật ngôn 92. Alo 123, Thích Như Quang chuẩn bị tinh thần ha.
Ye sang san ni cha yo nat thi. Ye sang san ni cha yo nat thi. Câu đầu tiên chúng ta có ba từ ha. Ye sang là một, san ni cha yo là hai, nat thi là ba. Vậy thì chữ ye sang do đại từ giá. Đây là một đại từ quan hệ nam tính. Và chữ giá này được chia theo sở hữu cách số nhiều, chá thí, quỳ phá tí, bảo hữu quá trình á. Cho nên chữ giá biến thành dê sân. Dê sân là của các vị ấy. Dê sân là của các vị ấy. Rồi, từ thứ hai, san ni cha yo, san ni cha yo. Chúng ta thấy tiếp đầu ngữ san, rồi tiếp đầu ngữ ni, hai tiếp đầu ngữ đi trước cái căn ngữ chi, và ni cha ya. Ni cha ya đây là một danh từ nam tính ha, akran tóc cung linh gá, và ở đây biến thành ni cha yo, cha yo. Nó đứng làm chủ từ số ít, bạch tham á nghe câu cho nó quỳ phát tí. San ni cha yo là sự tích trữ, sự chất chứa, sự tích trữ, sự chất chứa. Alo, mình chào chị Nguyên Trang, hôm nay đi học trễ ha. San ni cha yo là sự chất chứa, sự tích trữ. Rồi, chữ nát thi. Nát thi, chúng ta thấy chữ ná cộng với át thi. Ná có nghĩa là không, át thi là có. Và nát thi có nghĩa là không có. Như vậy câu đầu tiên, dê sân sân ní chá dù nát thi. Những ai không có sự tích lũy, những ai không có sự tích lũy. Rồi câu số 2. Ye parinya tapu chana. Ye parinya tapu chana. Câu số 2 có hai từ ra. Ye là họ, những người ấy. Ye là những người ấy. Parinya tapu chana. Parinya tapu chana. Ở đây chúng ta cắt ra ha. Chúng ta cắt ra. Parinya ta. Rồi phu chana. Parinya ta. Ở đây chúng ta thấy tiếp đầu ngữ pari đứng phía trước. Rồi chữ nhà, căn ngữ nhà. Nhà ta có nghĩa là biết. Thì chữ biết này không phải là trì, mà tri ha. Liễu tri chứ không phải liễu trì ha. Quân dân nhạc ha. Thì chữ parinya na, parinyana có nghĩa là đã được hiểu biết đầy đủ, đã được hiểu biết đầy đủ. Mà hiểu biết đầy đủ cái gì? Phô chân à. Phô chân à, do cái từ phô chân á. Phô chân á là một danh từ trung tính, ác răn tán áp vùng sắc là linh ga. Phô chân á có nghĩa là vật thực, vật thực hay là bữa ăn. Thì ở đây chữ phô chân á được chia thầy chủ cách số nhiều, bà tham ma bà hú quá chân á quỳ phát tí. Cho nên phô chân á biến thành phô chân á. Parinya ta phô chân á, đã được hiểu biết toàn diện về vật thực. Hiểu biết toàn diện thì ở đây gọi là liễu tri. Liễu tri về vật thực. Tức là đã được hiểu biết toàn diện về vật thực. Parinya tapu chana.
họ là những người hiểu biết toàn diện về vật thực. À, đó là ý nghĩa câu số 2 ha. Rồi, bây giờ qua câu số 3. Câu số 4 luôn đi. À, sunyato animitto cha. Sunyato animitto cha. Chữ sunyato do cái từ sunyata. Và sunyata ở đây được đứng làm chủ từ số ích Bathama Ekavachana Vipatti. Cho nên sunyata biến thành sunyato. Sunyato tức là trống rỗng. Trống rỗng hay là không tánh. Trống rỗng hay là không tánh. Sunyato. Rồi animitto cha. Animitto cha. Chúng ta thấy a đứng đầu tức là một tiếp đầu ngữ, có nghĩa là không. À, có nghĩa là không. Nimitto do cái từ nimitta. Nimitta, à, đây là một danh từ trung tính. Akrantanapumsakalinga. Nimitta có nghĩa là tướng, hay là cái dấu hiệu, hay là ấn chứng. Tướng hay là dấu hiệu nimitta. Nhưng mà bây giờ có chữ A ở trước. Chữ A ở trước có nghĩa là vô tướng. Và amitta, animitta nó đứng làm chủ từ số ích Bathama Ekavachana Vipatti. Cho nên animitta biến thành animitto. Animitto là vô tướng. Rồi, sa thu vô tướng. Chá có nghĩa là và ha. Chá là và. Rồi câu số 4. Vimokho ye sang go chakro. Vimokho ye sang go chakro. Cái chữ vimokho, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ tức là chữ quý. Quý có nghĩa là lìa khỏi. Còn chữ mokho, mokho do căn ngữ mút. Có nghĩa là tự do giải thoát. Nhưng mà ở đây chữ mút nó là một danh từ nam tính. Akrantapumlinga. Và mút ở đây được đứng làm chủ từ số ích và tham án ekavachana vipatti. Cho nên mokha biến thành mokho. Quy mokho là sự giải thoát. Rồi quy mokho là sự giải thoát. Dê sân nó giống như cái từ khi nãy. Dê sân là của các vị ấy, của họ, của các vị ấy. Rồi go cha rô, go cha rô do cái từ go cha ra. Go cha ra là một danh từ nam tính ha. Akrantapumlinga. Và go cha ra được đứng làm chủ từ số ít bà tham án hay không cho nó bị phát tí. Go cha ra biến thành go cha rô. Hành xử hay là cảnh giới. Hành xử hay là cảnh giới. Vậy thì ở đây hai câu này. Sunyato animitto chavimokho ye sang go charo. Hai câu. Sunyato animitto chavimokho ye sang go charo. Không tánh và vô tướng giải thoát là hành xử của họ. Không tánh và vô tướng giải thoát là hành xử của họ. Như vậy là câu 3, câu 4 ha.
đây còn câu 5 và câu 6. Akase vasakunta năng, Akase vasakunta năng. Akasewa, akasa, asa, nó là một danh từ nam tính, nhưng mà ở đây được chia theo định sở cách số ít, tức là sát tầm ý vừa phát tí ế cao quyết định á, cho nên akasa biến thành akase. Akase là ở trên hư không, hay là ở giữa hư không? Ở trên hư không hay là ở giữa hư không, rồi thêm chữ quá ở sau. Quá ở đây có nghĩa là ý quá. Akase quá thì ý quá này có nghĩa là tự như, ví như, ví như ở giữa hư không à, ví như quá, quá đó là do từ ý quá nha, ý quá cộng với akase và biến thành akase quá. Rồi sakunta năng, sakunta năng, cái từ sakunta nó là một danh từ nam tính, akran ta cùng linh ga, mà sakunta được chia theo sở hữu cách số nhiều, tức là sát thí quỷ pháp thí bổ quá trình á, cho nên sakunta biến thành sakunta năng. Sakunta năng là của những con chim, sakunta là con chim, nhưng mà ở đây số nhiều, của những con chim. Của những con chim. Rồi bây giờ qua câu cuối cùng để coi như nó bổ sung cho cái câu số 5 này. Gatite sang du ran na ya ti, gatite sang du ran na ya ti. Cái chữ gati đây là một danh từ nữ tính ha, ý ran ta ý thi linh ga, và chữ gati này được đứng làm chủ từ số ít. Bà thama câu quan trọng là quy pháp tí, gati là lộ trình, gati là lộ trình ha. Rồi tê sân của những người đó, tê sân là của những người đó hay là của họ, những vị ấy tê sân lộ trình của những vị ấy của những người đó, của những vị ấy. Rồi đu ranh nó già tí, đu ranh nó già tí, chữ 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 đú ở phía trước đó là một tiếp đầu ngữ, có nghĩa là khó khăn, xấu tệ. Rồi anh là giá, anh là giá, đây là một danh từ nam tính, akran tapum linga. Anh là giá có nghĩa là việc theo dõi, việc chấp hành, việc đạt được. Nhưng mà ở đây được chia theo chủ từ số nhiều, chủ từ số ít chứ. Nó biến thành đu ranh na già, đu ranh na già cộng với ý tí. Thành đu ranh na già tí là khó, như vậy khó theo dõi, việc khó tìm, như vậy là khó đạt được. Và chữ y tí nó nhân mạnh ở phía sau, thành ra đu ranh na già tí. Như vậy câu số 5, câu số 6, akase vasakunta năng gatite sang đu ranh na già tí, lộ trình của những vị ấy là khó theo dõi, ví như đường bay của những con chim ở trên hư không. Lộ trình của những vị ấy là khó theo dõi, ví như đường bay của những con chim
ở trên hư không. Câu Phật ngôn 92 cho chúng ta ý nghĩa: những ai không có sự tích lũy đã hiểu biết toàn diện về vật thực, có không tánh và vô tướng giải thoát là hành xử của họ. Lộ trình của vị ấy là khó theo dõi, tựa như đường bay của những con chim ở trên hư không. Xin lặp lại: những ai không có sự tích lũy đã hiểu biết toàn diện về vật thực, có không tánh và vô tướng giải thoát là hành xứ của họ. Lộ trình của những vị ấy là khó theo dõi, tựa như đường bay của những con chim ở trên hư không. Ngài Hòa Thượng Giới Đức phổ thơ Lục Bát thế này: rỗng rang tư hữu ra đi, uống ăn biết đủ có chi phải bàn. Lòng không vô tướng nhẹ nhàng, chim trời dễ thoát non ngàn tìm đâu. Rỗng rang tư hữu ra đi, uống ăn biết đủ có chi phải bàn. Lòng không vô tướng nhẹ nhàng, chim trời dễ thoát non ngàn tìm đâu. Rồi Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài dịch thế này với lối thơ Ngũ Ngôn: tài sản không chất chứa, ăn uống biết liễu tri, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm. Tài sản không chất chứa, ăn uống biết liễu tri, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm. Như vậy thì chúng ta thấy cái chữ liễu tri là một cái vấn đề hiểu biết một cách rõ, một cách rõ ràng, tức là ăn uống biết đủ, ăn uống biết đủ, chứ không phải trì ha. Trì là khác nha, trí là khác ha. Đây là trì. Rồi bây giờ chúng ta nghe duyên sự ta câu Phật ngôn 91 92 chứ. Alo, âm thanh quý vị nghe không? Đây là một câu chuyện ghi trong Tạng Luật. Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, Chê Tâu Hoà Na Uy Hà ra, đề cập đến một cái vị trưởng lão tên là Belathasisa. Belathasisa, đúng là Belathasisa, đây là tên của cái vị trưởng lão đó. Vị trưởng lão này sau khi đi vào làng khất thực, đi theo một con đường, rồi dùng xong lại đi theo một con đường khác. Để làm gì? Thọ lãnh những cơm khô đem về chùa cất để dành. Tức là đi khất thực, dùng xong rồi đi khất thực theo một con đường khác, mà chỉ thọ nhận những cái cơm khô, cơm khô thôi, đem về chùa cất để dành. Vì này thấy mỗi lần đi khất thực kiếm ăn hàng ngày là vất vả khó nhọc, cho nên trưởng lão Belathasisa này nghỉ vài hôm để hành thiền, để tu tập. Cho nên lúc cần đến vật thực thì lấy cơm khô đó ra mà dùng. Nhưng mà các vị tỳ kheo biết được chuyện này mới trách móc vị trưởng lão: tại sao lại cất giữ vật thực như vậy? Rồi đem câu chuyện này trình lên với Đức Phật. Đức Phật nhân cơ hội này đã ban hành cái điều học cấm các vị tỳ kheo từ nay trở đi không được phép cất giữ vật thực quá thời hạn. Nhưng mà Ngài cũng giải thích rằng trưởng lão Belathasisa không có phạm tội vì hành theo cái hành thiểu dục, bởi vì cơm khô có gì ngon lành đâu,
những đồ ăn mà ngon lành á, thì mới khơi dậy cái lòng tham. Chỗ đây cơm khô ăn cho đỡ đói à, cho nên đây là một cái hạnh thiếu dục à. À, và Đức Phật không có chỉ trích, không có la rầy, mà lấy ngài Vela là một cái đề tài để cấm chư tăng không nên bắt chước. Mặc dù cái hành động của ngài Vela là một cái hành động cất giữ để mình khỏi mất công đi khất thực nữa, tức là khi đói có vật thực để mà dùng à, và Đức Phật đã đưa lên câu Phật ngôn 92. Câu Phật ngôn 92 để đưa lên cho bà con thấy, tức là các vị tỳ khưu mà còn phàm á, thấy rằng cất giữ vật thực như vậy là điều không tốt à, tức là nói lên ý nghĩa là làm biếng à, không có chịu đi khất thực mà dùng, mà là cất chứa như vậy là coi như chứng tỏ rằng có người làm biếng. Nhưng mà Đức Phật nói rằng cái vị này là một vị thiếu dục, tức là vật thực đó không có ngon lành gì hết đó, đói đem ra ăn cho nó đỡ đói mà thôi à, và có thời gian để mà tu tập. Và câu Phật ngôn Đức Phật đã đưa lên, tức là câu Phật ngôn 92, thầy đọc lại câu Phật ngôn này: Ye sang sanh ni cha yo na thi ye parinya ta po cha na sunya to animitto cha vimokho ye sang go cha ro akase wasakunta nang gatite sang duran na ya ti. Tài sản không chất chứa, ăn uống biết liễu tri, tự tại trong hành xử không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không hướng chúng đi khó tìm. Và đây cái chữ parinyata chúng ta phải hiểu như thế nào gọi là liễu tri. Parinyata phù cha na tức là biết rõ vật thực, mà biết rõ như vậy có ba thứ mà cần phải biết rõ gọi là liễu tri ha. Tức là nhà nó Parinya, Jnana Parinya có nghĩa là sự biết rõ về thưởng thức ha. Chẳng hạn như biết rõ cháo là cháo bởi trạng thái của nó, đó là coi như liễu tri trong cái sự thưởng thức ha. Biết rõ cháo là cháo và cái trạng thái của cháo như thế nào để mình thưởng thức. Điều thứ hai là cái gì đây, tirana parinya tức là liễu tri đặc biệt do sự suy xét đến cái nhân phát sinh ra vật thực à, tức là hiểu biết một cách đặc biệt thù thắng vi diệu tức là cái nhân để phát sinh ra vật thực à, thì cái này cũng gọi là liễu tri một cách coi như sâu sắc ha. Rồi cái điều thứ ba, Baha Naparinya tức là liễu tri sự dứt bỏ nhờ có trí tuệ cao thượng, không còn tham dục đối với các muốn ăn thức uống, tức là ăn nhiều thì trúng thực à, thì cái vấn đề liễu tri ở đây tức là mình phải biết dừng lại, phải biết dứt bỏ, chứ không phải là mình thấy vị ngọt mà không thấy sự nguy hại để rồi dứt ly à, thường thường ở vị ngọt á, thì có sự nguy hại mà chúng ta thấy vị ngọt là nhào vô à, quý vị thấy nước á, hay là mật đường á, thì nó làm cho những con ruồi, những con ong nó chết, chứ còn lửa thì ít có thấy rằng nó chết vì nước nhiều hơn, chết vì mật, chết vì đường nhiều hơn à, như vậy thì ở đây liễu tri tức là biết rõ trong cái món ăn, trong cái thức uống. Và trong duyên sự này cho chúng ta thấy rằng cất giữ vật thực đó là một cái điều mà trong luật cấm
là trong luộc tắm, mà dù là cơm khô đi nữa nhưng mà cũng cấm, bởi vì cất giữ vật thực như vậy là phạm tội. Và chính cái điều đó thì Đức Phật Ngài mới dạy Ngài Velatasiso, tức là không nên cất giữ vật thực. Mặc dù vị này thiếu dục tri túc, cái nghĩa là nghĩ đi khất thực là một cái vấn đề hơi vất vả, cực khổ, cho nên kiếm ít cơm khô để rồi khi đói bụng mình dùng và có thời gian để tu tập. Cái mục đích của vị này là tốt, chứ không phải cất giữ để mà tham đắm trong cái vật thực đó. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng trưởng lão Velatasiso ham ngồi thiền quá chứa cơm khô, nghỉ chăng ít bữa mong vào định, tăng chúng xì xào định chẳng vô. Phật chẳng chê sự hám lợi quyền, sư hám lợi quyền, nhưng ban giới cấm chứa cơm tiền. Người tu đi bát ăn từng bữa, la hán không còn trở nghiệp duyên, trữ nghiệp duyên. Sao lúc này mắt mũi kém quá rồi, đọc nó chữ nó nhòa nhòa, thôi quý vị thông cảm ha. Bây giờ là mấy giờ rồi, cũng có chuyện rồi. Bây giờ 5:57, hôm nay xin nghỉ sớm nửa tiếng đi. Quý vị thông cảm, bởi vì có một người Phật tử cũng ở tỉnh Bình Dương vừa qua đời, và chúng tôi phải đi lên đó tụng thời kinh. Mong quý vị quan hỷ ha. Hôm nay chúng ta nghỉ sớm, mong quý vị thông cảm. Rồi, xin phép quý vị, xe đã tới rồi. Chúng tôi xin chúc quý vị an vui nha.